Ngày mai 25 tháng 9, 40.437 cử tri đại diện cho 40.437 hộ gia đình ở 76 ấp khóm của 17 xã thị trấn của huyện Thoại Sơn sẽ đi tham gia bỏ phiếu bầu cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2027. Hiện tại thì mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn huyện được tiến hành chu đáo, hoàn tất đúng quy định. Để công tác bầu cử trưởng khóm ấp nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật, những ngày qua, 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành hội nghị hiệp thương, phổ biến tiêu chuẩn, giới thiệu số người ứng cử để cử tri thảo luận thống nhất và ấn định danh sách những người ứng cử. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương 3 bước đúng quy trình, công khai, dân chủ, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Ban chỉ đạo bầu cử huyện cũng thành lập 2 đoàn kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2027. Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, hệ thống loa truyền thanh, các pano áp phích, các trang thông tin điện tử, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền đến tận địa bàn dân cư, giúp người dân hiểu và tích cực tham gia bầu cử. Trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã thị trấn, tập trung tuyên truyền công tác bầu cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2027. Không khí khẩn trương với cờ băng rôn khẩu hiệu là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các tuyến đường chính, khu dân cư, văn phòng các ấp khóm trong toàn huyện từ những ngày trước khi bầu cử. Người dân đã đến các điểm bầu cử để tìm hiểu về nguyên tắc, thể lệ bầu cử, tiểu sử các ứng cử viên. Hầu hết các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ băng rôn cổng chào. Về cái tiêu chuẩn của là trưởng khóm phải có là người là cái thứ nhất là cái đạo đức, cái thứ hai là cái uy tín, cái thứ ba nữa là phải có trình độ. Đó là một cái để mà coi như là mình lãnh đạo cái địa bàn, cái dân quá của khóm mình đó, cho đó là coi như là phát triển cho nó mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội. Thì với người dân chúng tôi thì cũng mong muốn là bầu ra một người có đủ năng lực, đủ đức, đủ tài, có năng lực quản lý để mà phục vụ tốt cho người dân, chăm lo cho cuộc sống về kinh tế, chính trị, xã hội, cũng như là giải quyết những cái vướng mắc hay gì đó của người dân trên địa bàn chúng tôi. Thực hiện chỉ đạo của thường trực đảng ủy, ủy ban thị trấn Núi Sập thì đối với bản thân được phân công là tổ trưởng tổng bầu cử trên địa bàn khóm Thông Sơn 2. Thì bản thân thì nó cũng đôn đốc cho khóm Thông Sơn 2 chuẩn bị tốt công tác bầu cử sắp tới ngày 25 tháng 9 và để đạt được cái thành công tốt đẹp trong cái bữa bầu cử sắp tới đây. Đến thời điểm này, huyện Thoại Sơn đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào ngày mai 25 tháng 9. Các cử tri sẽ phát huy quyền dân chủ, quyền lợi của mình để bỏ phiếu lựa chọn những người có đủ năng lực, uy tín, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, góp phần cho ngày hội toàn dân bầu cử trên địa bàn huyện Thoại Sơn thành công tốt đẹp.